Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video để nói với các bạn 10 tính cách ở con trai mà con gái sẽ thích. Bạn nghĩ rằng là con gái sẽ chỉ thích những chàng trai mà kiểu lắm tiền này, đẹp trai này, nhà mặt phố bố làm to đúng không? Và bạn nghĩ rằng là bạn không đẹp trai như Beckham, hay là bạn không có nhiều tiền như Elon Musk, rồi bạn không có đi G63 đi. Tuy nhiên bạn biết không, bạn sẽ luôn có những cái tính cách mà khiến cho con gái sẽ thích bạn. Và đây ấy, chính là những cái tính cách mà con gái rất thích ở một người bạn trai. Và mình hy vọng rằng là sau khi mà xem được video này thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình nhá. Đầu tiên ấy, đó chính là cái sự chủ động. Con gái thì rất thích những cái chàng trai chủ động và biết làm mới bản thân mình. Thật ra cái sự chủ động của bạn ấy nó không cần phải đến từ những cái điều gì nó quá lớn lao đâu, mà nó có thể xuất phát từ những cái điều rất là bình thường, rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn thôi. Và nếu như bạn có cái sự chủ động và bạn sẵn sàng có thể thay đổi trong nhiều cái tình huống khác nhau ấy, thì chắc chắn sẽ là một cái tính cách ở bạn mà con gái sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và cảm thấy vô cùng tò mò về bạn. Bởi vì các bạn không biết đâu, con gái nó cực kỳ thích những cái điều bất ngờ. Kiểu như nhá, bạn bất ngờ mang đến một ly trà sữa thôi. Một ly trà sữa kiểu nó không phải là cái gì đấy nó quá to tát ấy, nhưng mà cái sự bất ngờ của bạn cũng sẽ khiến cho con gái vui cả ngày. Và mình thấy rằng là đã có rất nhiều chàng trai tán được con gái chỉ bằng đồ ăn rồi đấy. Rồi tính cách thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là cái sự kiên trì. Khi mà con gái nói không thì không có nghĩa là không, nó còn có nghĩa là có hoặc là có thể. Tuy nhiên ấy, thì những cái lời nói của con gái ấy, nó không có cái ý nghĩa thực sự như cái điều mà họ nói ra. Không phải là bản thân họ không biết họ muốn gì nhá, chẳng qua chỉ là họ không muốn nói thẳng cái điều đấy ra thôi. Và đương nhiên các bạn biết ấy, cái sự kiên trì của bạn trong lúc này sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều. Và bạn không chỉ kiên trì trong mỗi vấn đề ở tình cảm đâu, bạn còn có thể thể hiện cái sự kiên trì của bản thân mình trong cuộc sống của chính bạn nữa, trong cái sự kiên trì nỗ lực để theo đuổi cái việc học tập của bạn, ở cái môn thể thao mà bạn yêu thích, hoặc là cái sự nghiệp của bạn. Và đấy chắc chắn sẽ là một chàng trai mà các cô gái sẽ thích. Điều thứ ba mà mình muốn nói với các bạn đó chính là cái sự tự tin. Bạn có biết không, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ sẵn sàng trở thành người hâm mộ nhiệt tình nhất của chàng trai mà họ thích. Và họ cũng đều có thể sẵn sàng để làm rất là nhiều thứ để có thể hỗ trợ cho bạn. Và việc bạn cần làm đó chính là bạn cũng phải thể hiện cái sự hỗ trợ của bạn trong những cái mục tiêu hay là ước mơ của cô gái ấy. Nó có thể chỉ đơn giản là sự tin tưởng và những cái lời động viên thôi. Điều thứ tư mà mình muốn nói với các bạn đó chính là cái cảm giác hài hước. Thực sự thì con gái thì đều thích những cái chàng trai mà kiểu hài hước một chút. Và bạn biết không, các nhà khoa học thì cũng đã chứng minh được rằng là tiếng cười ấy chính là chất kích thích tự nhiên mạnh mẽ nhất. Vì vậy nếu như mà bạn có cái tính cách, cái hài hước ấy, thì chắc chắn là con gái sẽ mê bạn. Còn nếu như bạn thực sự cảm thấy là bản thân không được hài hước cho lắm ấy, thì đừng có cố tỏ ra hài hước. Và bởi vì là khi mà bạn cố tỏ ra hài hước ấy thì bạn sẽ rất dễ đùa nó kiểu bị vô duyên ấy. Nói chung là những cái mà bạn không bao giờ nên được đùa đó chính là về ngoại hình này, về kiểu tóc, về cách ăn mặc hoặc là về gia đình của cô gái ấy. Điều thứ năm mà mình muốn nói với các bạn đó chính là cái sự chú ý và sự quan tâm. Cái chú ý và quan tâm này nói thì dễ thôi nhưng mà thực ra nó cũng khá là khó, bởi vì bạn cần phải là một người khá là để ý đến những cái tiểu tiết ấy. Và những cái quan tâm của bạn nó cần phải tinh tế một chút thì nó sẽ để lại cái ấn tượng sâu sắc. Cái sự chú ý và quan tâm không phải là kiểu ngày bạn gọi cả trăm cuộc, xong rồi bạn lúc nào cũng kiểu muốn biết rằng là đang làm gì, đang ở đâu. Mà quan trọng nó là những cái điều vô cùng nhỏ liên quan đến cô gái ấy, nhưng mà bạn cần phải ghi nhớ về nó. Và mình tin rằng là khi mà bạn thực sự dành tình cảm cho người ta ấy, thì những cái điều đấy nó không khó để bạn nhớ đâu. Nhưng mà thường thì con trai sẽ bị rơi vào cái tình trạng là hơi vô tâm một chút. Nên là các bạn hãy cố gắng để ý điều này thôi nhá. Thì nó sẽ là một cái tính cách, một cái điểm cộng rất lớn cho bạn và sẽ khiến cho con gái thích bạn. Điều thứ 6 mà mình muốn nói với các bạn đó chính là cái sự tích cực. Các nhà khoa học ấy thì đã chỉ ra rằng là con trai và con gái có mối quan hệ tình cảm ấy thì nó sẽ giống như những cái toa tàu kết nối. Nói chung là nó có một cái sự kết nối rất là chặt chẽ với nhau. Nên là khi mà có bất kỳ những cái vấn đề tâm lý diễn ra với người này thì người kia cũng sẽ cảm nhận được nó gần y như vậy. Nghĩa là khi một người buồn ấy thì người kia cũng sẽ buồn theo, hoặc là khi người này vui ấy thì người kia cũng sẽ vui theo. Vì vậy bạn vui vẻ, bạn tích cực thôi thì đấy cũng là một cái điều tốt, một cái món quà bạn dành tặng cho nửa kia của bản thân mình rồi. Và thực sự là cuộc sống hiện tại thì có quá nhiều thứ tiêu cực, kể cả lên mạng xã hội thì bạn cũng nhìn thấy đầy dẫy cái sự tiêu cực rồi.
Vậy nên là nếu như bạn là một người có đủ cái sự tích cực, mang lại những cái năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh ấy, thì đấy cũng là một cái tính cách mà con gái sẽ thích bạn đấy. Và cái tính cách cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn đó chính là sự trung thực và cái sự thành thật của bạn. Thật ra nếu như bạn không cần phải là một người biết nói lời hoa mỹ, nhưng mà bạn là một người rất là thành thật, rất là trung thực, thì đấy cũng là một cái tính cách mà con gái cũng sẽ thích bạn. Kiểu mình biết rằng là bạn trung thực và bạn thành thật, nhưng mà đôi khi thì có những cái trường hợp nha, thì cũng phải chú ý một tí. Ví dụ như là bạn nhìn thấy một ai đấy họ rất là béo đi, thì bạn không thể nào mà nói toè ra là ôi cái bạn này béo thế, xấu thế. Đấy thì nó lại không được nhé, bởi vì cái sự trung thực và thành thật của bạn nó đang làm tổn thương đến người khác ấy. Nên là với những cái trường hợp như thế ấy, thì tốt nhất là không nên nói gì. Và đương nhiên nếu như bạn là một người trung thực và thành thật thì người ta sẽ cảm thấy rất là an toàn khi ở bên cạnh bạn này. Và bạn biết đấy, cái cảm giác tin tưởng của con gái dành cho con trai ấy, thì nó rất là khó xây dựng. Nhưng mà một khi mà bạn đã xây dựng được rồi ấy, thì nó sẽ rất là bền chặt. Vậy nên nếu như bạn là một người có tính cách rất là thật thà, rất là trung thực này, thì đấy cũng sẽ là một cái tính cách tốt mà sẽ khiến cho con gái thích bạn. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn những tính cách ở con trai mà con gái sẽ thích. Mình hy vọng rằng là cái video này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho bạn nhé. Khi bạn nghĩ rằng là bạn không quá giàu có hay bạn cũng không quá đẹp trai đi, nhưng mà bạn hãy nhớ rằng là sẽ luôn có những cái nét tính cách khác nhau mà sẽ khiến cho con gái cũng sẽ thích bạn. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay ấy, thì có thể ấn vào nút thanks ở bên dưới video góc phải để có thể donate để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.